Tin thế giới, Nga cấm 500 công dân Mỹ nhập cảnh, nóng cuộc chiến gián điệp Nga-Mỹ. Trung Quốc nghi vấn dùng sơn phun làm giả cảnh quan. Đại dịch Covid-19 khiến nhân loại mất đi hàng trăm triệu năm tuổi thọ. Cháy rừng hoành hành tại Tây Ban Nha. Tin Việt Nam, vừa xin giãn nợ mua than, EVN tiếp tục đề nghị nhường khí để sản xuất điện. Triệu tập nhiều người ẩu đả tại đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Covid-19, khu vực có Việt Nam tăng 47%, đứng đầu thế giới về số ca. Nước lọc có đỉa nhưng kết quả kiểm nghiệm đạt chất lượng. Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức hành trình tương lai. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Bản tin tối nay thứ Bảy ngày 20 tháng 5 có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là tin Việt Nam. Thưa quý vị, với nhiều nguyên nhân như kinh doanh thua lỗ, mùa khô thiếu nước cho thủy điện, nắng nóng nên người dân tiêu thụ điện nhiều, v.v. Tập đoàn EVN vừa qua liên tục đưa ra các đề nghị để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất điện. Cụ thể, EVN đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau để ưu tiên nhường khí cho EVN trong tháng 5 và tháng 6. Trước đó, tập đoàn EVN cũng đề nghị tập đoàn than khoáng sản giãn nợ cũ và cho vay than trước cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất. Ghi nhận trong vài ngày gần đây, người dân nhiều nơi phản ánh vừa qua tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra liên tục. Đáng chú ý ở thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế phía Nam và các tỉnh với nhiều cụm khu công nghiệp đang chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế khi mất điện, dẫn tới đóng cửa hoạt động. Báo Dân Trí dẫn lời anh Tín, ngụ tại Thuận An, Bình Dương, vô cùng bức xúc vì nhà anh liên tục bị cắt điện giữa đêm hoặc nguyên ngày mà không hề nhận được thông báo hay phản hồi nào từ EVN. Đỉnh điểm hồi đầu tháng 5, liên tiếp mấy đêm liền điện bị cắt đột ngột. Có ngày, điện nhà anh Tín bị cắt từ 20 giờ đến 23 giờ, có ngày kéo dài tới 1 giờ sáng hôm sau, có khi lại từ 15 giờ đến 22 giờ. Nhiều chuyên gia cho biết việc mất điện có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vào mùa nắng, việc cắt điện kéo dài gây bất tiện nhiều cho sinh hoạt của người dân. Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ hai nhóm cầm hung khí xông vào hỗn chiến ở một nhà hàng tiệc cưới. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 5, hai nhóm thanh niên, hơn 10 người, cầm cây ba chĩa, hung khí, xông vào đám cưới ở nhà hàng Water Park, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh hỗn chiến. Tại đây, hai nhóm đập phá nhiều bàn ghế, kính, nhiều thực khách hoảng sợ nên bỏ chạy ra ngoài. Sau một lúc hỗn chiến, hai nhóm rời khỏi nhà hàng. Sự việc được báo công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy vết. Qua điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn tiền bạc. Hiện công an đã xác định được nhiều người có liên quan và đang truy bắt để phục vụ việc điều tra. Theo báo cáo COVID-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong chu kỳ 28 ngày gần nhất, toàn thế giới ghi nhận thêm 2,5 triệu ca mắc mới và 17.106 ca tử vong mới. Trong khi xu hướng giảm ghi nhận ở hầu hết các khu vực, hai khu vực dịch tễ là Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, tương ứng với phần lớn châu Á, châu Úc địa lý, thể hiện xu hướng gia tăng mạnh. Cụ thể, Tây Thái Bình Dương, khu vực mà WHO xếp Việt Nam vào, chiếm tới 40% số ca COVID-19 được báo cáo trên toàn cầu, tăng 47% so với chu kỳ 28 ngày trước đó. Đáng chú ý, có tới 40% quốc gia Tây Thái Bình Dương báo cáo số ca tăng trên 20% so với chu kỳ trước. Với 3 nước có tỷ lệ gia tăng cao nhất là Việt Nam 1.741%, Mông Cổ 906% và Philippines 321%. Trong đó, Việt Nam tuy số ca báo cáo không quá cao so với khu vực, 59.211 ca, nhưng tỷ lệ tăng vọt là do chu kỳ 28 ngày trước đó chỉ có 3.271 ca. Trước đó, vào ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, song lưu ý dịch bệnh vẫn còn có và virus không tự biến mất và vẫn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Nối tiếp động thái này, vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 5, Văn phòng Chính phủ đã ra công văn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị công bố hết dịch COVID-19. Sau 3 năm, Thủ tướng công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 11.600.569 ca mắc COVID-19, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi ở Việt Nam là 10.634.615 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca. Liên quan đến sự việc đỉa ngoe nguẩy trong bình nước còn nguyên tem, cung ứng cho trường mầm non, sáng nay ngày 20 tháng 5, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần nước khoáng Bang về các hành vi vi phạm.
không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ chứng cứ về sự cố an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt là 38 triệu đồng. Về kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước của công ty cổ phần nước khoáng Bang, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, các mẫu nước cơ bản đạt chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, có mẫu nước ở giếng khoan số 3 được lấy tại nhà máy không đạt chất lượng nước dưới đất, cụ thể chỉ tiêu vi sinh vật không đạt. Cơ quan chức năng yêu cầu công ty nước tạm dừng khai thác nước ở giếng khoan số 3, tiến hành xử lý khắc phục và gửi mẫu để kiểm nghiệm. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 tại lớp Nhỡ 1, trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, các giáo viên mang bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang ra cho các cháu uống thì phát hiện có một con đỉa ngoe nguẩy ở bên trong. Thời điểm phát hiện, bình nước còn nguyên tem, chưa mở nắp phía trên. Đại diện công ty nước cho biết, do không hiểu quy định nên nhân viên đơn vị này đã tự mở bình nước kiểm tra, vô tình hủy tang vật có đỉa trong bình nước. Cơ quan chức năng xác định đơn vị sản xuất tự ý tiêu hủy tang vật là vi phạm quy định. Đại diện công ty cổ phần nước khoáng Bang cũng đặt nghi vấn bình nước có đỉa là do có người chơi xấu cố tình đưa dị vật vào. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Truyền thông quốc tế đưa tin, Điện Kremlin hôm qua ngày 19 tháng 5 đã công bố danh sách cấm nhập cảnh đối với 500 công dân Mỹ, trong đó có cả cựu Tổng thống Barack Obama cùng nhiều quan chức đương nhiệm và giới truyền thông. Động thái này là để đáp trả việc chính quyền Biden loan báo tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản về việc trừng phạt hơn 300 cá nhân và thực thể Nga do nước này xâm lược Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Mỹ gia tăng do cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài, hai nước đã tăng cường các hoạt động do thám lẫn nhau. Ngày 16 tháng 5, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tung một mẫu quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với mục tiêu kêu gọi công dân Nga làm gián điệp, phục vụ nước Mỹ. Theo đài NBC, đoạn quảng cáo của CIA dài 2 phút được sản xuất tương đối công phu. Video quay cảnh nhiều người dân Nga trong bối cảnh như thể dự tính về tương lai con cái của họ đang chăn trở cân nhắc một quyết định quan trọng. Sau đó là cảnh một người đàn ông mang theo một chiếc cặp đi vào tòa nhà và xuất trình thẻ căn cước của mình. Ở cuối video, các nhân vật này quyết định chọn liên lạc với CIA qua điện thoại. Mục tiêu của video là những người Nga mà CIA tin rằng có số lượng lên tới hàng ngàn hoặc thậm chí hàng chục ngàn ở Nga và nước ngoài có thể có thông tin giá trị để chia sẻ. Bình luận về đoạn video của CIA ngày 16 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lực lượng chuyên trách của Nga chắc chắn đang theo dõi. Tình báo Nga cũng được cho là đã gia tăng hoạt động tình báo, tiến hành các đợt tuyển dụng ở bất cứ đâu và khi nào có thể để thu nhập thông tin, với ưu tiên hàng đầu là giám sát việc sản xuất và cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Gần đây, nhiều video được lan truyền tại Trung Quốc cho thấy người ta đang phun một loại chất màu xanh lên những bãi đất trống, lên sườn núi, sườn đồi gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đây là một kỹ thuật gieo trồng hiện đại có tên là hydro seeding. Cách làm này đảm bảo cỏ mọc tốt và đều ngay cả trên những địa hình không bằng phẳng. Tuy nhiên, những cư dân mạng khác không đồng tình và cho rằng đây là việc cố tạo nên một màu xanh giả dối. Được biết, công nghệ hydro seeding hoàn toàn vô hại với con người. Tuy nhiên, trong những video đang được nhắc tới, có thể thấy những người tạo màu xanh mặc quần áo bảo hộ rất đầy đủ. Điều băn khoăn của cư dân mạng là hoàn toàn có cơ sở. Vì trước đây tại Trung Quốc đã có nhiều bằng chứng về việc phủ xanh nhân tạo như sơn màu cho núi đá, dùng lưới giả cỏ để che phủ đồi núi. Một tài khoản Trung Quốc bình luận, một vài năm trước bản tin CCTV đã thông tin về loại hành vi này ở một số địa điểm và những chỗ đó đã bị phạt. Trên Twitter còn lan truyền hình ảnh cho thấy, ở đằng trước những tảng đá đã được phủ màu xanh, có rất nhiều các thanh thép được dựng thành hàng trên mặt đất và đặt đá lên khiến những người chứng kiến đều rất khó hiểu về mục đích của những việc này. Một người dùng mạng xã hội đã kết luận, điều này là để làm cho các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy nó không phải là một vùng đất hoang. Theo số liệu chính thức của WHO trong giai đoạn năm 2020-2021, khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, thế giới ghi nhận khoảng 5,4 triệu ca tử vong do COVID-19 và những biến thể của virus này. Tuy nhiên, WHO cũng ước tính rằng khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan đến COVID-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới. WHO cho biết trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, thế giới đã chứng kiến những sự cải thiện đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm như HIV, AIDS, lao, sốt rét cũng như nguy cơ tử vong sớm do các bệnh mãn tính cũng giảm một cách đáng kể. Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng từ mức 67 tuổi ghi nhận trong năm 2000 lên 73 tuổi trong năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã cuốn phăng những nỗ lực cải thiện dịch vụ y tế nhiều năm qua. Ngoài ra, báo cáo công bố thường niên của WHO cũng cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn của các bệnh mãn tính không lây như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường.
Tuy các nguy cơ gây bệnh như việc tiếp xúc khói thuốc lá, uống rượu, điều kiện vệ sinh và chất lượng nguồn nước đã được cải thiện, nhưng một số rủi ro khác như ô nhiễm không khí vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ béo phì trên thế giới cũng đang ở mức độ đáng báo động. Giới chức Tây Ban Nha cho biết hơn 400 lính cứu hỏa thuộc cơ quan dân sự và quân đội, cùng 10 xe ủi, 14 máy bay và 23 xe chữa cháy đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng ở Extremadura. Đám cháy bùng phát ngày 14 tháng 5, thiêu rụi khu vực rộng ít nhất 7.500 ha. Gió mạnh khiến nỗ lực dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo cơ quan nông nghiệp Extremadura yêu cầu dân chúng báo cảnh sát nếu phát hiện hành vi khả nghi, đồng thời cho biết có thể có người cố ý phóng hỏa gây cháy rừng. Tây Ban Nha đang trải qua đợt hạn hán kéo dài và ghi nhận nhiều vụ cháy rừng trong năm nay. Hạn hán trở nên tồi tệ hơn do đợt nắng nóng bất thường hồi cuối tháng 4 với nhiệt độ cao ngang mức trong mùa hè. Châu Âu năm ngoái ghi nhận nhiều vụ cháy rừng, trong đó Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nhất. Cháy rừng trong năm 2022 phá hủy khu vực có diện tích tổng cộng hơn 315.000 ha tại Tây Ban Nha. Trên đây là những thông tin trong bản tin tối nay của kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị theo dõi phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Thưa quý vị, nhiều người rất từ bi và bao dung độ lượng nên có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Người dịu dàng lương thiện thường có khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn. Người xấu ác thể hiện nét mặt hung dữ, rất nhiều người có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt nên dễ làm tổn thương nhiều người khác. Vì vậy, tướng mạo xinh đẹp cũng là một loại phước đức. Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người theo hai chiều hướng, tốt và xấu. Tướng do tâm sinh, cho nên từ tâm biết được vận mệnh của chính mình. Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ như màu da, màu tóc, tính nết của con người hoặc đẹp hay xấu đều ảnh hưởng nửa đời trước mà có. Nghĩa là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau của một kiếp người chính là mình tự quyết định. Lòng từ bi là một yếu tố quan trọng để kết nên một con người có thiện tâm. Người có thiện tâm thường từ trong ra ngoài, tản mát tỏa ra một từ trường khiến nhiều người khác cảm thấy dễ chịu nên thích gần gũi, tiếp xúc. Ngược lại, người ích kỷ, so đo, dù có được khuôn mặt đẹp đẽ thì trên mặt cũng hiện ra một số chỗ khiếm khuyết khiến mọi người không thích. Người ta thường nói khuôn mặt không có duyên nên nhiều người không muốn tiếp xúc gần gũi. Chúng ta xin hãy tin rằng tướng mạo là có thể từng bước thay đổi theo thời gian, nhất là khuôn mặt. Chính vì vậy, muốn có tướng mạo xinh đẹp thì nội tâm phải trong sáng và từ bi. Một con người cam tâm chịu thiệt về mọi mặt lại nhận được càng nhiều vì tâm họ trong sáng thuần khiết. Con người có thể chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhân duyên tốt và cơ hội tốt sẽ đến với họ nhiều hơn. Người thích chiếm phần hơn thường chẳng được gì cả, vì họ tuy nhặt được ngọn cỏ nhưng lại mất cả một rừng thông. Người có ánh mắt tiểu nhân, tâm địa nhỏ hẹp thường chỉ phô trương chủ nghĩa cá nhân, chẳng khác nào loài ốc sên chuyển thế. Mỗi người phải tự biết nỗ lực vun bồi phước duyên của mình, đối xử tử tế với bản thân, quan tâm mọi người xung quanh, biết khoan dung, độ lượng với những người làm mình tổn thương, để mở rộng lòng, rộng lớn. Nội tâm trong sáng có thể bao dung người khác, gọi là lòng từ bi vô hạn. Luôn vui vẻ, hòa hợp với mọi người là năng lực rèn luyện và biện pháp tốt nhất để hóa giải phiền muộn. Khổ đau là hãy quên đi. Không tranh giành là lòng từ bi rộng lớn. Thấy biết thật giả, phân minh là trí huệ. Biết đủ chính là buông xả. Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất. Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất. Làm người, ta lựa chọn chân thành. Xử sự, ta lựa chọn thiện lương. Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm mới được gọi là vĩ đại. Đi khắp muôn sông nghìn núi vẫn còn là một người lương thiện, đó mới là điều không hối không tiếc nhất. Nếu nơi đâu cũng là người lương thiện, cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Vâng thưa quý vị, không món quà nào tốt hơn là có một sức khỏe tốt cũng là món quà tinh thần và thể chất cho mọi lứa tuổi.
quý vị hãy thử tìm hiểu và tập khí công xem sao. Ngoài các công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất, khí công còn mang đến giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống hối hả hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, một sức khỏe tốt từ tâm đến thân. Quý vị đừng bỏ qua nhé! Nội dung hướng dẫn đọc sách, luyện công hoàn toàn miễn phí, chúng tôi có gắn phía trên màn hình. faludafa.org. Hồng Nhung xin chào và hẹn gặp lại quý vị!